Don't you want to wake up to a brighter future? Isn't that what everyone wants? We can all make a difference. Log 5. They consume and process the organic matter they find. Log 6. There's a pattern here. It's not just a system anymore. It's alive. It's not just building structures anymore. It's creating. Creating life. Xin chào mọi người, chào mừng quay trở lại với cả PC của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tựa game đó là The Sugar Walk in the Park, được chưa nào? Đây là một tựa game lấy bối cảnh về hậu tận thế. Ta sẽ được mặc những bộ trang bị như các bạn thấy ở đây, thế nào? Sau đó đi chiến đấu rồi là nâng cấp rồi là cướp tài nguyên các kiểu. Nói chung là game cũng khá là hấp dẫn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn download và crack tựa game này nhé. Đây, nó gồm một file game và một file crack nha các bạn. Các bạn hãy download về và giải đến cả hai ra. Game này thì cũng không quá nặng, nó chỉ quan tâm đó là xuất xứ 14GB thôi, thế nào? Bây giờ thì mình sẽ mở file game lên trước nhá. Ở đây nó có các file như sau, thì các bạn hãy chạy cái file setup lên cho mình nhá. Mình sẽ mở open này. Rồi, chúng ta sẽ lựa chọn địa chỉ và chúng ta sẽ lưu cái game The Sugar này nè. Mình thì mình sẽ để mặc định thôi, còn các bạn thích chọn ở đâu thì tùy các bạn. Bằng cách đó ấn vào browser ở đây, được chưa nào? Mình sẽ để mặc định ở đây, game The Sugar Walk in the Park. Mình sẽ bỏ chọn phần Create a Start Menu Bundle, sau đó mình sẽ ấn Install. Công việc này hơi lâu, cho nên là mình sẽ tua qua đi nhá. Sau khi quá trình cài đặt đã hoàn thành thì chúng ta sẽ ấn vào chữ Finish ở đây nhá. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại file game nào. Ở đây các bạn hãy vào file Crack Spy ở đây nhá. Mở file lên và các bạn hãy copy cái file bin này nè. Các bạn không cần nhất thiết phải vào tận trong rồi copy những cái này đâu, các bạn chỉ cần copy cái file bin này nè thôi. Sau đó là chúng ta sẽ quay lại file game The Sugar đây. Một cái game gì vậy? Đúng rồi, The Sugar các bạn. Sẽ vào file correct thì file đây. Copy file bin và quay lại file game nơi mà mình đã cài The Sugar Walk in the Park ở trên này. Ở đây mình sẽ dán ra thôi, replay the file nhé các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào game thử nhé. Trước các bạn mình bị out Vanguard. Game này mỗi lần RTS 4 ra là tự động nó bị dính cái nó has stop working. Khá là khó chịu. Rồi, bây giờ mình sẽ vào lại game. Ok. Mọi thứ có vẻ khá ổn các bạn. Avranger rồi, đưa đi. Ra là tay tát ra ngoài phát là dính các bạn ạ. Đây mình sẽ bật sẵn cái volume của nó nhỏ xuống, sau đó mình sẽ vào lại game. Này, RTE 4 là bị head stop working nhá, chứ không phải là chúng ta vào game chúng ta bị lỗi đó đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ vào lại. Một lần cuối cùng. Có vẻ ổn các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ vào phần option trước nhé các bạn. Ồ, cái phần thiết kế giao diện của option này trông rất là hiện đại các bạn ạ. Chắc đấy, vừa nhìn đã kết rồi đúng không nào? Gameplay, display, graphic.
tất cả đều là Very High à? Thôi thì mình sẽ để mặc định nhá. Máy tự động setting cho chúng ta rồi. Audio Control. Các nút sử dụng trong game này các bạn. Miss Mouse, Wide Up, Wide Down, Nestling EFCG12RI QX Block Attack Q. Switch Enemy Target Look X. Finishing Move Cycle Respawn Push Injectable Cycle Injectable Cross Cycle Drone Skill. Cũng không quá nhiều nút các bạn ạ. Cái qua mình không có cái điện tử cầm tay cho nên không ấn vào cái pad này được. Bây giờ mình sẽ vào game thử nhá. New game nào. Select slot 1. Câu chuyện của tựa game này nó lấy về cái thời kỳ đó là hậu tận thế. Khi mà chiến tranh chán chê thì chúng ta đã hủy hoại trái đất. Và trái đất bị cạn kiệt tài nguyên. Lúc đó chúng ta phải tranh giành lẫn nhau. Từng chút nước một. Từng tí tài nguyên một. Đấu đá lẫn nhau. Chúng ta sẽ được mặc các trang bị của các cái bộ robot khá là hoành tráng. Và trong quá trình chiến đấu thì chúng ta sẽ có thể đó là tích góp các cái mảnh phụ kiện để có thể nâng cấp được cái bộ giáp của chúng ta lên, nâng tầm khả năng chiến đấu. Rồi, mình sẽ skip qua đoạn này nhá. Ok, get the fuck out here. Mau look around. Was get ID move. Rồi, chúng ta đang ngồi trên một chiếc xe lăn các bạn. And what the hell? Lên cầu thang, lên cầu thang, lên cầu thang. You can do it. Không được rồi. Đi đâu ơi? Anh gì ơi, cho em hỏi tí. Đây là đâu? Hawk. Hey, sorry. I'm new around here. So, where should I go? Please proceed to job registration. This station will be closing soon. Sure. Có vẻ như cái lối này chúng ta không đi được. Đã khá là như vậy. Những cái game về thể loại như thế này thì có lẽ chúng ta cũng sẽ dễ dàng tìm ra được lối ra thôi, chứ không quá khó đâu các bạn ạ. Các bạn để ý những nơi nào mà có lính đứng như thế kia là chúng ta không qua được. Hoặc là cửa đóng các kiểu như này. À, có cái hướng dẫn đường đi này. Di chuyển lên. Sure. Cầu thang thì không lên được. Đây các bạn thấy không? Đường bị chặn rồi kìa. Như vậy là chúng ta sẽ đi đường này thôi. Không còn đường nào khác cả. Cửa đóng. Và có vẻ là đây đấy. Có đường xuống cho người khuyết tật này các bạn. Khá là mượt. Rồi, bên này lại có lính, nghĩa là không, chúng ta không qua được. Đi sang bên này thôi. Lên à, đây à. Đây cũng là đường cụt các bạn ơi. À đây. If you like living life in the fast lane, Creo provides you with the highest. Đây có là sẽ bộ đồ chúng ta được mặc các bạn. Field technician, light, versatile, state of the art. Gear up and save to. Ok. Không quá khó các bạn ạ. Đây, mặc giáp à. Quá trình mặc giáp chúng ta. Vậy chúng ta là vào vai anh chàng khuyết tật và được trang bị tận răng với những bộ giáp siêu hiện đại. The hell? Trông ghê vậy. Ui. Ui ôi. Điệp quá. Nó khoan vào cơ thể đấy các bạn ạ. À. Đau thì thôi rồi luôn đấy. Implanting Neuralink. Cái gì đây? Khoan á. Ôi. Mặc cái bộ giáp nó không vui vẻ gì các bạn ạ. À. Hiệp qua đi. Cái gì là chơi game kinh dị vậy? Đây rồi.
nhưng mà nó đã cải thiện đáng kể cái khả năng vận động của chúng ta các bạn ạ. Mày quy đỡ x g chạy bình thường, ấn ship chạy nhanh, press back to the dog. Mày press back à, lùi lại á, à nhảy á, ấn back các bạn. Đỡ thì đỡ được nhưng mà vẫn mất máu các bạn ạ. Defeat enemy to gain tech scrap. Đi nào, chúng ta sẽ tiến lên. Một hit có gì nhận được không? Cảm nhận riêng của mình về đồ họa thì tuyệt đấy các bạn ạ. Di chuyển khá là mượt mà, động tác nhân vật thì cũng khá là đẹp mắt. Và what the hell, chữa lộ cái gì đây, ẩn e để nhặt new implant upgrade, có lẽ đó là một phần trong các cái red e to open your backpack. Body vũ khí để trang phục các bạn ạ. Chúng ta tất cả những gì chúng ta có chỉ là một cái quần nợ gì đây mình chả biết tên nữa. Vậy chúng ta sẽ đi kiếm trang bị sau. Đây là what the hell? Inventory. Không có gì cả. Original. Đấy, như level đầu chúng ta chưa có gì hết. Sẽ phải phiêu lưu nhiều. À, sẽ phải à? Gì vậy? Gắn thêm cái gì vậy? Fine, take it. The hell? Trên màu sắc được rồi, để màu đen cho nó full ngầu ấy. Sửa chữa mài cái lặt vặt đấy các bạn. Chúng ta trong ngầu vãi trưởng. Yeah. Hello. Here, I'm here. Sure, I hear you. Are you still there? Yeah, I'm here. Your rig has been damaged. Its distress beacon has been triggered. You need to get back into the factory. How I do get the factory? The ring jam. You've been attacked. Goodbye. Well, okay. I'll just stroll right on over to the factory then. I certainly don't recommend walking, but there should be a magnet station nearby. They're never far from us. We should be in attacked. I don't know you. I'm surrounded by dead people here. Maybe someone would like to explain what's going on. I'm sorry, I don't know. You need to get inside. Maybe you can make something to protect yourself. Operations always has a gear assembly. Ok, goodbye. On my way. Tạm biệt. Be careful. Ok, cảm ơn. What the hell rồi vậy? Làm sao để chúng ta biết là chúng ta sẽ phải đi đâu nhỉ? Ai à. Đây là vị trí có thể nói là trọng yếu, chính là cái đầu. Làm sao tấn công với cái đầu đó?
target enemy. Đây rồi. Chúng ta sẽ sử dụng con thanh cuộn của con chuột để lăn lên. Lúc đó chúng ta sẽ target được vào vị trí cái đầu của đối phương. Và chúng ta sẽ hạ gục được hắn. Đây không? Ấn F để hồi máu các bạn. Còn lại nữa đây rồi. Kìa, nó sẽ hiện ra các cái điểm yếu các bạn thấy không? Lăn thanh cuộn con chuột. Chúng ta sẽ chọn được vị trí. Một là đánh vào cánh tay, hai là đánh vào chân, ba là đánh vào đầu. Chúng ta sẽ đánh vào tay nó nhá. Mày. Hello. À, mình nhớ là có cơ chế đó là nếu mà đánh vào tay và chân ấy thì nó sẽ bung ra các phụ kiện để chúng ta có thể nhặt được, nhưng mà mình không thấy cái gì cả. What the hell? Ôi, chiến đồng chí đi nào. Right arm. Ồ, đánh vào chân nhá. Come on. Give me something. Ấy à. Đau đó anh bạn ơi. Đâu đó. Ok. À đây rồi, nó rớt một cái gì đó này các bạn ơi. Power core. Là cái gì vậy? Quay my inventory. Đây là cái này các bạn. Mình đi biết nó là cái gì cả. Ôi, điện giật. Ok. Có lẽ chúng ta sẽ phải đi nơi khác. À, cái gì nữa các bạn ơi. Chọn vị trí, đánh vào chân. Rồi, đánh vào đầu. Ô, mình quên mất không nhìn máu các bạn ạ. Ui, shit, bị đập chết rồi. Trời ơi, chán ghê. Được rồi, đó là một chút về gameplay của game The Sugar. Các bạn sẽ còn phiêu lưu xài, phiêu lưu xa và phiêu lưu đến nhiều nơi nữa. Sau đó các bạn sẽ tích góp đồ đạc, mảnh phụ kiện các thứ và các bạn sẽ xây dựng được một cái nhân vật trông nó cool ngầu như thế này. Các bạn thấy không? Giáp giếc trang bị tận răng, các bạn thấy đúng không? Lúc đó các bạn sức chiến đấu của các bạn sẽ tăng lên rất là đáng kể và các bạn sẽ lao vào các cuộc chiến lớn hơn nữa so với cả cái việc đập robot thời điểm hiện tại, đúng không nào? Bây giờ thì mình sẽ hoàn thành video hướng dẫn các bạn download và crack cái tựa game đó là The Sugar rồi. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Chào tạm biệt các bạn.